Đây là một trong những cái lý do mà Long nghĩ là rất là nhiều anh chị mà sẽ lựa chọn ha. Đó là nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra một cái nguồn traffic nó ổn định hơn là cái việc chúng ta chạy quảng cáo. Ví dụ bây giờ chúng ta chạy quảng cáo thì chúng ta ngưng là nó hết đúng không ạ? Thì chúng ta chạy làm SEO thì nó sẽ mỗi video như vậy á, nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái lượng traffic và giúp cho chúng ta tạo một cái lượng, một cái chuyển đổi ha. Thì cái video thì chúng ta không biết được khách hàng người ta sẽ mua hàng vào thời điểm nào đâu. Thậm chí 12 giờ đêm hoặc 2 giờ sáng người ta cũng có thể mua đó đúng không ạ? Đó, và cái video thì nó cũng sẽ nằm trên YouTube đó, người ta tìm thì nó vẫn thấy, cho dù người khách hàng nó tìm vào lúc mấy giờ ha. Thì Long coi một video của Long giống như là một nhân viên bán hàng vậy. Và cái nhân viên bán hàng này của mình đó thì họ làm việc 24/7 luôn và không nghỉ bất kỳ giờ giấc nào, thậm chí ngày lễ, ngày Tết, ngày nghỉ gì họ cũng, thì cái nhân viên này cũng làm cả. Đó chính là một vài cái lý do Long lựa chọn YouTube ha. Đấy. Rồi. Đây là một vài cái ngách mà các anh chị có thể lựa chọn để có thể làm YouTube ha. Thì trước tiên để mà mình tìm ra được cái ngách này nè, Long nghĩ là chúng ta cũng nên nghiên cứu về asset trade hoặc là nghiên cứu các cái nét về tiếp thị liên kết á. Tại vì bây giờ xây kênh YouTube trước rồi sau đó em mới lên asset trade tìm chiến dịch, xong cái thấy asset trade không có chiến dịch nào để chạy cái kênh đó hết, xong thì phải mất công phải xây lại đúng không ạ? Đấy, thì Long thấy là trên asset trade có rất là nhiều cái ngách này. Thực sự bây giờ asset trade thì gần như là một trong những cái nét mà có nhiều chiến dịch nhất ở Việt Nam, mà gần như bất kỳ một cái ngành nghề nào trên asset trade cũng đều có cả. Giống như bạn Quân hồi nãy thì bạn ấy làm một cái ngách mà Long nghĩ là lúc đó giờ Long cũng chưa nghĩ là Long sẽ làm cái ngách đó luôn á, ngách về trang trí nội thất ha. Và bạn ấy cũng đã tìm ra một kênh traffic cái Long nghĩ khá là hay. Hồi xưa thì Long có làm cái dịch vụ cho thuê nhà, thuê phòng homestay dạng cho phòng nghỉ cho người đi làm á. Đó thì cũng sử dụng chợ tốt khá là hiệu quả ha. Đó thì đây là một vài kênh này tài chính thì Asset Trade có này ha. Ở đây thì Long thấy có một cái phần là tiền điện tử thì Asset Trade chưa có, vì Long nghĩ là vấn đề về pháp lý nha. Đó, cho nên là cái phần này thì tuy nhiên thì vẫn có những cái cách để chúng ta có thể làm tiền điện tử ha. Và đây là một trong những cái trend thời điểm hiện tại ha. Thì các chị có thể làm theo ngách này. Nhưng mà để mà làm được cái này thì chúng ta cần phải có cái kinh nghiệm. Thật ra nếu như anh chị xem một kênh TikTok, một kênh YouTube mà chuyên quay video hướng dẫn cách để mà chúng ta mua bán tiền điện tử trên các cái sàn thôi thì cũng khá là tốt rồi. Đó, review khóa học này. Khóa học là một trong những cái chiến dịch mà Long nghĩ là cái mức hoa hồng nó khá là tốt. Một cái nền tảng về tiếp thị liên kết mà chuyên về khóa học nó có thể trả cho chúng ta hoa hồng rơi vào tầm 30-40% thậm chí là 50% hoa hồng luôn. Nếu như mà chúng ta review khóa học này. Đó, cho Asset Trade cũng có ha. Các chị có thể tìm, hoặc là tất cả nền tảng đào tạo ở Việt Nam thì hầu như đều có tiếp thị liên kết cả. Các chị có thể tìm hiểu thêm. Nhà bếp này, đấy, công nghệ thì quá là rộng rồi đúng không? Rất là nhiều người đang review công nghệ, sức khỏe, làm đẹp. Đây là hai mảng mà các anh chị có thể làm về các cái ngách về CPO hoặc D2C á. Đấy. Rồi tài chính, rồi. Thực ra còn rất là nhiều cái ngách khác để chúng ta có thể làm tiếp thị liên kết với YouTube nữa chứ không chỉ riêng những ngách này đâu. Rồi, đây là những cái công cụ mà Long hay dùng để Long nghiên cứu từ khóa hoặc là Long làm SEO YouTube ha. Các chị có thể tìm hiểu thêm. Cái keyword tool này thì Long dùng nhiều nè. Long dùng không chỉ cho YouTube không mà Long còn dùng để Long SEO website, SEO bài viết. Cái Google Trend này thì dùng để chạy quảng cáo này các anh chị. Long ví dụ như bây giờ chúng ta tìm ra được cái từ khóa rồi ha. Nhưng mà bây giờ ví dụ như chạy quảng cáo đi, chẳng lẽ bây giờ chạy toàn quốc thì cái Google Trend này á, chúng ta nhập cái từ khóa vào Google Trend á thì nó sẽ giúp cho chúng ta tìm được vàng. Cái từ khóa này á thì ở tỉnh thành nào người ta tìm kiếm cái từ khóa này nhiều ha, Google Trend này nè. Đó thì lúc đó chúng ta chạy quảng cáo, chúng ta tập trung vào những tỉnh thành đó thôi. Đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta có cái tỷ lệ tìm kiếm nó tốt hơn và cái tỷ lệ click cũng như là tài chuyển đổi tốt hơn và giảm cái chi phí mình chạy quảng cáo đi ha. Đấy. Còn cái keyword tool AdS này là gì? Khi mà mình làm SEO mình đã tìm ra được keyword chính rồi, nhưng mà trong cái phần tag video á, thì nó có một cái phần gọi là cái phần tag đó thì nhiều khi mình không nghĩ ra được, không nghĩ ra là bây giờ có keyword chính rồi cần phải điền thêm mấy keyword nào nữa, thì cái thằng này nó dạng giống như nó gợi ý gì đó, mình nhập cái keyword chính vào nó sẽ liệt kê một
đóng cái keyword mà liên quan keyword chính đó luôn, mình chỉ cần copy cái phần keyword đó mình dán vào phần tag thôi ha. Đó, đó là một vài cái công cụ. Cái này là phải là cái hashtag hả? Không, cái hashtag là riêng nữa, cái phần tag là riêng, hashtag là riêng. Hashtag là cái phần ở trong phần mô tả nha các chị, và thường nó nằm sau cái dấu thanh là cái phần hashtag. Còn cái phần thẻ này là nằm trong thì nó là cái phần tag chứ không phải là hashtag. Thì cái phần hashtag nói tới đây Long cũng chia sẻ một tí về phần hashtag luôn. Long để Long cái máy em có cài. Dạ, phần YouTube có cài được luôn nha. Máy này không có, không có cài. Thôi lại đi. Nói chung á là phần hashtag á thì Long hay để những cái hashtag này, thứ nhất đó là cái hashtag chuyên về cái kênh của mình. Có nghe cái hashtag đó chỉ có kênh mình là có cái hashtag đó thôi. Mỗi video Long đều gắn cái hashtag mà đặc biệt cho cái kênh của mình hoặc là liên quan về cái video của mình. Để chi? Để khi mà người ta xem cái video của mình á, người ta muốn xem một video mà nó liên quan đến cái video đó nữa, người ta click vào cái hashtag đó một cái là nó sẽ YouTube nó sẽ gợi ý tất cả những video của mình liên quan cái hashtag đó. Đó, đó là một cách ha. Còn rồi cái hashtag thêm một cái nữa là đương nhiên là mình sẽ thêm cái hashtag mà nó liên quan tới cái video của mình. Ví dụ như bây giờ em làm một cái video về YouTube đi, thì em cũng sẽ gắn hashtag là YouTube. Để chi? Để khi mà một người khách hàng nào đó họ xem một video của một khách hàng, một cái kênh khác, họ click vào cái hashtag là YouTube, thì có thể là cái video của mình cũng xuất hiện trong cái phần hashtag mà YouTube nó đưa ra luôn. Thì mình sẽ nhận được một khách hàng từ một cái video của khách hàng khác. Hiểu em phần nào không ạ? Kiểu như là cái hashtag đó là cái hashtag mà liên quan tới cái chủ đề video của anh làm, thì chúng ta sẽ nhận được cái nguồn, một cái khách hàng họ xem một video khác của một kênh khác, hoặc cái khách hàng đó họ click vào cái hashtag là YouTube, thì thằng YouTube nó cũng gợi ý luôn cái video của mình nữa đó, thì mình sẽ kiếm được thêm cái nguồn cho click từ cái video người ta nữa. Mà làm sao mình chuyển đổi xuống để cho nó vô cái kênh của mình? À, có nghĩa là làm sao để người ta click vào cái hashtag đó mà lại xuất hiện video của mình, đúng không? Đúng rồi. À, cái này thì công cụ nào? Cái này thì là do thằng YouTube nó sắp xếp thôi, và nó sắp xếp theo cái tỷ cái việc là video mình nó hấp dẫn hay không. View nó giống như là cái video của mình là làm sao để sell được, để lên top vậy đó. Để lên top được YouTube lên trên cái kết quả tìm kiếm vậy đó. Thì đương nhiên là video của anh phải chuẩn SEO thì nó mới có thể xuất hiện trong cái phần hashtag đó được. Đó, và video của anh cũng phải gắn cái hashtag đó nữa. Nhưng mà chứ không phải là mình không để đặt cái từ khóa từ sau dưới thang là cái từ khóa nào đó để mình tạo ra. À, thì đó cũng là một cách anh có thể gắn cái hashtag theo cái kiểu là cái từ khóa trong cái phần tag luôn. Thì tại vì cái phần hashtag nó chỉ hiện có 3 cái thôi. Trên cái video mình hiện 3 cái thôi, nhưng mà trong phần mô tả anh có thể gắn thêm được. Nhưng mà không nên gắn nhiều quá nha. Nhiều quá thì YouTube nó có thể cho mình là đang spam á. À, có một cái phần này, nếu mà các chị nào mà đang xây dựng kênh YouTube á, thì có một câu hỏi đặt ra là nếu như mà các chị đang kinh doanh đi, và chúng ta có một địa chỉ, chúng ta các anh chị biết là trên YouTube á, một video chúng ta có thể thêm được cái phần địa chỉ nha. Địa chỉ mà của kênh YouTube anh làm cho các chị xem nè. Đây ha, các chị thấy có cái phần là đây ha, đây là Long gắn cái địa chỉ nè. Long gắn cái địa chỉ đây, và gắn địa chỉ đây thì mất tiêu phần hashtag. Các chị thấy không, Long có gắn hashtag trong phần mô tả đó, nhưng mà nó mất tiêu phần hashtag. Đây, dưới này là cái phần hashtag nè, Long có gắn phần hashtag dưới này nè. Đó, các chị thấy không? Đó. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là nếu như giữa lựa chọn địa chỉ và hashtag thì chúng ta nên lựa chọn cái nào? Tại sao lại lựa chọn địa chỉ mà không lựa chọn hashtag? Rõ ràng hơn, nó dễ tìm ra.
còn lắp lại nó dễ hơn kia thì nó không có biết. Ok. Ok đúng rồi, nhưng mà ở đây thì Long lựa chọn địa chỉ vì sao á? Vì hashtag nó vẫn nằm đây mà. Không. Cho nên là nếu như mà có một người đó họ xem một cái video nào khác, họ click vào cái hashtag là Block and Lock chẳng hạn, thì nó cái video của mình vẫn có thể hiện ra được. Nhưng mà cái phần địa chỉ nếu mình không cho nó hiển thị địa chỉ thì đâu, nó đâu có hiện lên trên video của mình đâu. Đó. Kiểu như là hashtag mình nó vẫn nằm đó mà, vẫn có hashtag. Long ví dụ như bây giờ có một khách hàng đó họ click vào đây thì cái video của mình vẫn hiện ra bình thường ha. Đó. Đó, toàn bộ là hashtag về bình giữ nhiệt lóng lóng nó sẽ ra hết. Đó, các chị hiểu cái phần này của Long không ạ? Có nghĩa là chúng ta ưu tiên cái phần địa chỉ ha. Nếu như mà các chị có cái map, cái Google Map á, nếu mà làm doanh nghiệp và chúng ta có Google Map thì nên lựa chọn cái Google Map thay cho cái phần hashtag ha. Rồi, tiếp tục nè. Đây là một số cái ý tưởng để tạo nội dung. Và Long nghĩ cái phần này là phần đau đầu nhất và rất là nhiều anh chị bỏ cuộc không làm YouTube vì không tạo được nội dung đúng không ạ? Các chị nào ở đây có lý do đó mà. Tôi không muốn làm YouTube vì là tôi không biết làm video. Tôi rất là ngại xuất hiện với mọi người. Các chị nào đang có suy nghĩ như vậy có thể giơ tay cho Long được biết không ạ? Giơ tay mạnh dạn đi ạ. Đây, Long thấy rất là nhiều ha. Thậm chí có anh chị chắc cũng đang ngại mà không dám giơ tay. Đấy, thì thực sự là cái video mà đầu tiên Long up lên YouTube bây giờ thì Long cũng ngại coi lại lắm. Nó cứ lắp ba lắp bắp rồi cứ ABC dùm bơm hết á. Đó thì thực sự là cái gì nó cũng có cái đầu tiên cả. Giống như bạn Quân ngày hôm nay. Quân chắc là ngày hôm nay là ngày chia sẻ đầu tiên trong với nhiều người như vậy đúng không? Đó. Thì Long nghĩ là cái vấn đề là mình có thể rèn luyện hoặc là chúng ta có thể bắt đầu từ những cái hình thức làm video kiểu như thế này. Hình ảnh này, cộng cái thuyết minh. Các anh chị nào thời cấp 2, cấp 3 chúng ta từng làm cái dạng slide ảnh á. Chúng ta từng làm mấy video mà slide ảnh mà tổng hợp kiểu như cuối năm mà làm slide ảnh chèn nhạc rồi vào đó. Thì chúng ta có thể làm dạng đó ha. Rồi sau đó chúng ta thuyết minh. Thuyết minh là mình sẽ lồng tiếng vào cái video đó. Video đó chạy tới đâu thì mình lồng tiếng vào tới đó. Thứ hai là hoạt hình này, hình vẽ này, cộng thuyết minh. Thì cái này là những video mà các chị nào có xem cái web 5 ngày rồi đó thì các chị sẽ thấy nhiều ha. Mấy cái này thì nó có cái phần mềm để làm nha các chị. Các chị có thể tìm hiểu trên internet đó. Còn đây là máy quay video về quay phim màn hình. Long rất là hay dùng cái này. Đặc biệt là những anh chị nào mà làm video hướng dẫn rồi thì chúng ta có thể làm cái dạng này. Hoặc là review khóa học rồi đó, chúng ta có thể làm cái này ha. Hoặc là video mở hộp trên tay thì quá quen thuộc đúng không ạ? Đó thì Long nghĩ là các chị cứ mạnh dạn mà làm đi. Long có chia sẻ lại một cái phần này. Đây là một cái, có rất là nhiều anh chị hỏi là làm sao Long có thể làm được những cái video mà nó đây một vài cái video mà Long đã làm. Và một số anh chị nghĩ là Long đang ngồi ở một cái quán cà phê nào đó làm, nhưng thực tế không phải. Đây là cái phông xanh ha, và đây là cái đèn, và Long quay phim xong Long xóa phông xanh và Long chèn cái phông nền sau ở phía sau đó. Thì đây là một cách làm để làm cho video nó chuyên nghiệp hơn, các chị có thể tận dụng cái này ha. Thật ra cái này không nhiều tiền nữa các chị, cái này không có nhiều tiền nữa, các chị có thể ra mấy cái nơi mà bán phụ kiện để làm phim trường á, các chị mua ha. Không có nhiều tiền đâu. Này rồi, cái này là cái đèn để mà chiếu vào thì nó đủ ánh sáng. Cái quay video cái quan trọng nhất là cái đèn này nè. Nếu như mà anh không có đèn này thì nó bị nhòe, nó bị mờ đó. Và khi mà anh edit video á thì anh trong các phần mềm edit video nó có một cái phần là xóa phông xanh, là anh xóa bỏ cái phông xanh và sau đó thì anh chèn cái hình phía sau thì lúc đó anh có thể chèn cái gì, em ví dụ em chèn cái quán cà phê Trung Nguyên và chẳng hạn như thực tế em đang ngồi ở nhà đó. Đây là giúp cho cái video mình nó đẹp hơn nhé. Rồi, đây cách đặt link tới liên kết tăng cái hiệu quả chuyển đổi. Đây là một cái phần mà đây cũng kinh nghiệm cá nhân mà Long thấy rất là Long muốn chia sẻ với các chị thôi. Cái phần tặng mày em giá hồi nãy Long có nói nè. Đó có nghĩa là mình sẽ thu hút khách hàng click vào cái link của mình bằng cách là chúng ta nói là các anh chị hãy click vào cái link này đi thì sẽ nhận được một cái
mại giảm giá hay gì đó, hoặc là click vào đây để mua được cái hàng mà chất lượng, hoặc là click vào thì sẽ được giảm bao nhiêu, giảm trực tiếp bao nhiêu phần trăm đó chẳng hạn ha. Đó, còn cái tạo link rút gọn bằng tên miền riêng này là sao? Long ví dụ như đây Long có một cái đường link này, hoanglongtim.com, à Long ghi thiếu, hoanglongtim.com nha các chị, hoanglongtim.com/at. Đây chính là cái link đăng ký tài khoản AssetTrade ha. Các chị nào nếu mà các chị thử thì có thể thử click vào ha. hoanglongtim.com/at là cái link mà đăng ký tài khoản AssetTrade. Long ví dụ như bây giờ AssetTrade, nếu như mà chúng ta làm tín hiệu kết và chúng ta làm một cái video review xong rồi, chúng ta chèn luôn cái link của mình vào trong cái video, có nghĩa là mình cho hiển thị lên trong cái phần video á. Xong rồi AssetTrade đổi cái link tín hiệu kết thì sao? Có nghĩa ta click vào là thành là 404 đúng không ạ? Bị lỗi và chúng ta không nhận được chuyển đổi từ cái việc người ta click đó. Đó. Thì cái công cụ này của Long á thì nó giúp tạo link bằng cái tên miền này, và Long có thể thay được cái link tín hiệu kết. Ví dụ như hoanglongtim.com/at và nó dẫn đến cái nơi đăng ký của AssetTrade đúng không? Nhưng bây giờ là cái link AssetTrade bị lỗi rồi, Long có thể thay bằng một cái link khác luôn. Đó, thì lúc đó chúng ta không cần phải edit video lại nữa. Các chị hiểu không ý này không ạ? Thì cái phần này để mà làm được cái phần này á thì chúng ta cần phải có website, có một cái tên miền. Đấy. Và sử dụng cái những cái công cụ để mà tạo cái link rút gọn này nè. Ở trong web cũng có nha. Đúng rồi, anh chị nào mà sử dụng WordPress thì sẽ biết công cụ này ha. Trên để Long coi cái hoàn kim. Đây Long có làm một cái bài giới thiệu nè, các anh chị có thể xem ở đây. Đây, cái công cụ này nè, các anh chị có thể xem cái công cụ này ha. Đây là một trong những công cụ thôi, đó. Đó, nó sẽ giúp cho các chị đây, ví dụ như cái link dài như thế này nè. Đó, và chúng ta có thể rút gọn nó thành cái link ngắn như thế này. Đó, và nếu như cái link nó bị lỗi ha, nếu cái link này nè, cái link tín hiệu kết này bị lỗi thì chúng ta có thể thay được một cái link khác, và cái link rút gọn này nó vẫn y nguyên như vậy, nó không thay đổi gì cả. Đấy, các chị có thể dùng cái công cụ này ha, đây. Đó, cái plugin là, đó, cái tên plugin đó. Ngoài ra thì còn rất là nhiều công cụ khác nữa nha, không phải chỉ riêng hàng ngày đâu. Rồi, Long sẽ chia sẻ nhanh ha, tới cái phần quan trọng nhất của thầy Phan Nguyễn Hữu Lý. Thật ra đây là những cái phần mà Long muốn chia sẻ để thứ nhất là chia sẻ một vài cái kinh nghiệm của mình, và Long muốn tạo thêm cái động lực để cho các chị có thể quyết tâm vào làm YouTube. Long lúc đầu thì xây YouTube thì thực sự nó rất là mệt các anh chị, tạo nội dung, và thậm chí lúc hồi đó thì nó không tạo ra nhiều chuyển đổi cho mình, không có nhiều lượt xem nữa, mình rất là mất động lực. Nhưng mà khi mà các chị đã có một kênh YouTube rồi và nó có lượt thì xem và có nhiều người bình luận cái video của mình thì nó sẽ giúp cho mình có thêm động lực để làm ha. Và còn về kinh nghiệm làm SEO một cái video như thế nào thì các chị có thể vào AssetTrade Academy ha, và tìm cái video này, tìm cái video, cái khóa học này ha, các SEO YouTube này đấy, hoặc là các chị có thể lên Google và search đúng cái từ khóa này nè, 12 bước SEO top YouTube nha, thì nó sẽ ra cái khóa học này. Cái khóa học này hoàn toàn miễn phí, đây là tất cả những khóa học miễn phí của Long trên AssetTrade Academy nha, các chị có thể truy cập vào đây để học nha. Đó, Long có chia sẻ rất là nhiều về cái kinh nghiệm SEO video ở đây nè. Đó, thì nếu như anh chị nào thực sự là muốn SEO top cho video nó lên top nhanh hơn thì có thể nghiên cứu cái này ha. Rồi, một số cái case study để các chị có thể có thêm động lực để làm này. Đây là những cái case study mà chuyên những anh chị mà những bạn làm tích hiện kết thôi nha. Có nghĩa là bạn xây kênh YouTube để làm tích hiện kết thôi ha. Và mang lại một cái nguồn doanh thu khá là khủng đấy. Khủng như nào thì chắc có lẽ thì AssetTrade mới biết thôi, như những kênh này. Đây kênh này thì Long biết là khá là lâu và nó có lượng subscribe khá là lớn rồi đó. Đây một kênh này, đây là một kênh nữa nè. Các anh chị có thể xem qua mấy bạn này, bạn ấy làm như thế nào. Thật ra review từ những cái phần nhỏ nhất thôi, những cái món nhỏ nhất thôi, và từ từ các bạn ấy làm review lên những cái món lớn hơn nè. Đây ha, một kênh khá là lớn đúng không? Đây là bạn gì ta?
Vinh Vật Vờ. Vinh Vật Vờ thì có một cái kênh chuyên review điện thoại, đồ điện tử riêng, chuyên để mà nhận booking video. Người ta booking và bạn ấy nhận được tiền trực tiếp từ hãng là riêng nha. Còn cái kênh Vinh Show này là cái kênh mà bạn ấy chuyên làm cái thiện liên kết thôi. Đấy, các anh chị thấy một người mà họ đã làm YouTube chuyên nghiệp như vậy, tại sao họ vẫn lựa chọn tiếp liên kết để làm, đúng không? Đấy. Thì đây cũng là một cái kênh khá lớn. Đây là một cái kênh Comedy, là một trong những KOL của Success Trade. Và bạn ấy có một kênh YouTube khá lớn chuyên về mỹ phẩm thôi. Đấy. Thì đương nhiên là bạn ấy không phải chỉ chuyên về tiếp liên kết không, nhưng mà ngoài ra thì bạn ấy cũng có thể book, các hãng có thể book riêng bạn ấy nữa ha. Đó. Thì đây là những cái case study mà Long nghĩ là nó quá rõ ràng để chúng ta có thể quyết định là lựa chọn YouTube để làm rồi ha. Cái vấn đề cuối cùng đó là cái gì? Làm hay không làm thôi. Chứ bây giờ YouTube nó đã có quá nhiều cái case study để chúng ta quyết định làm rồi, để có thể lựa chọn, biết là tại sao chúng ta nên chọn rồi ha. Thì cái điều mà Long mong muốn là hãy dám làm ha. Đấy. Con có là mong là các chị hãy, thật ra là khởi đầu lúc nào nó cũng khó cả, nhưng mà khi mà đã làm được những video đầu tiên rồi thì những video sau chúng ta sẽ dễ dàng hơn và làm nhanh hơn nha. Rồi, đây là phần chia sẻ của Long ha, và Long rất là mong là những cái phần chia sẻ của mình có thể giúp cho các chị có thể làm tiếp thị có một cách tốt hơn, cũng như là có thêm cái lý do cũng như là quyết tâm hơn để mà chúng ta có thể xây dựng kênh YouTube cho mình ha. Rồi, cảm ơn các chị đã nghe phần chia sẻ của Long ạ.